Đây cũng có các cô gái đến đây để là tham gia làm từ thiện để cung cấp cho bà con những thức ăn. Dạ canh luôn. Đó, bà con. Canh cơm đồ bưng tới chỗ luôn cho bà con ăn luôn. Cảnh rất là nhộn nhịp, bà con đến đây cũng là ăn uống là thoải mái bà con nè. Cơm rất là ngon luôn rồi, không? Con mình đãi đây là tới chiều luôn hả con? Tới tối luôn hả? À. Dạ. Mấy chuyện nhỏ. Tới dạ. Luôn rồi mọi người làm hết rồi. Chú cho con hỏi cái cảm nghĩ của chú khi mà chú ở gần đây không? Chú Thơ hả? À, chú đến đây làm cũng như là theo đoàn để làm từ thiện ha. Dạ. Chú cho nghĩ cái cảm nghĩ của chú lúc này như thế nào khi mà được về tham dự cái này ngày đại lễ của là Đức Thầy chú? Thì có được vui đông anh em tất cả đồng đội đồng góp để có dạ. Mặt đầy đủ. Cái nhiều khi mình ở nhà mình không vừa ngủ qua đó khi mình đi mình thấy những cái cảnh mấy chục năm thấy người đó mà ngược lại mình đi về mình thấy cái cảnh vui của mình nó dạ. Mà thấy ờ bữa nay sao vậy rất là lâu tao mà gặp mình ngược lại bữa nay gặp nó vui dạ. Rồi. Cảm ơn chú ha. Dạ. À. Chung là bà con ở đây cũng rất là háo hức khi đến đây dự lễ của thầy. À, ăn uống rồi miễn phí các đoàn hỗ trợ dữ dằn luôn bà con. Rồi à. Mình đến đây mình dự lễ mình bỏ cái lo cái gì mà ăn uống có đói gì vô mình lại Phật cúng Phật cầu cho gia đạo bình an đồ. Xong là mình ra mình ăn uống miễn phí có bà con phục các đoàn của ta đi đến đây là phục vụ tận nơi luôn đó thấy không nước nôi đồ đầy đủ cơm đồ đó rất là ngon luôn giống như còn thấy còn ngon hơn trong quán nữa bà con à. Khá đông luôn ở nơi đây nè bà con đây là những cái nơi mà hậu phương vững chắc. Ở đâu cũng cái buổi lễ nào đó cũng có là những cái bà con cô bác này để làm đó. Cô cho con hỏi tí cô gần đây không hả? Cần Thơ hả? À cô lên đây dọn đông cô xe 16 chỗ xe 16 chỗ hả? À, đi mấy xe? Đi một xe. À vậy cô đi đến đây là chừng nào cô mới về? Xế về. Xế xế hả? À, tôi câu hỏi hôm nay là cô đi đến đây cô thấy nó cảm nghĩ của cô như thế nào khi mà đến dự lễ cái đại lễ của là Đức Thầy kỷ niệm 103 năm ngày đản sinh đó cô. Lên đây mình rất là vui. Dạ con nói lớn lên tí xíu cô. Lên đây mình thấy rất là vui. Dạ. Dạ. À, không biết ông gì của mình không biết cỡ ông nội quá. Dạ. Để vợ hai tuổi ông nội quá. Dạ. Bây giờ mình đi cả đoàn á lên đây là ăn cơm nhà nhà của ông nội mình là ông nội ruột. Dạ. Dạ. Thì cơm nội là mình đến đây mình cũng phụ họ rồi ha vô làm trong đây hết cô. Biết ha và chúc cô với đoàn mà thằng Tam ăn lạc tu hành tinh tấn ha. Cô ăn chay hay là ăn mặn? Cô ăn mặn. Ăn mặn phải không? Nhưng mà đến ngày đến đây là ăn chay. À, tập cho ăn chay từ từ ha. Ăn mới đầu ăn không được nhiều thì ăn tháng 2 ngày rồi lên 4 ngày. Lên từ từ. Phải không cô? Rồi. Cô ăn lạc lâu chưa cô? 2 năm mấy hả? Dạ. Năm kỳ. Mình chưa ăn kỳ ha. Rồi mình kiểu như mình đi lễ hoài là mình ăn phát tâm mình ăn luôn hết cô. Dạ. Cô chúc cô và các cô bác ở đây là thân tâm an lạc tu hành tinh tấn ha. Rồi. Dạ. Cảm ơn cô ha. Đây em thích nè. Đỡ. Các bà con ở đây là này người ta gọi là kiểu như là hậu phương đó bà con. Đây là bà con làm hàng nhé.
Còn đây mình đi vô cái gian bếp cho bà con xem. Rồi cho ba nè anh ơi. Đây là những cô chú trực. Dạ chú hỏi mấy cô chú ở đây là trực bếp đây ha, không 24/24 luôn hả chú? À, đây là cái dàn cô bác hậu cần để là cung cấp lương thực thực phẩm cho bà con đi đến đây trong cái ngày lễ có đói bụng gì đó. Là những bà con cô bác ở trong đây là người ta nấu đồ ăn thức uống, đừng là trực tiếp đẩy cho bà con 24/24 luôn bà con. Đó. À, những cái ngày lễ gì đó là những cái người cô bác ở trong đây là những cái người cực nhất khi mà phải nấu đồ ăn nè, lửa nóng đồ cho bà con ăn đó. À, con cảm ơn cho mấy chú ha. À. Quá wow, để mình đi qua đây một cái nữa mình cho cô bác xem. Đây là những cái cô chú đó. Đây là những cái hậu cần rau cải luôn nè bà con. Đó. Rất là sạch sẽ luôn. Làm đồ ăn phải nói là rất là ngon luôn bà con ơi. Thấy không? Rất là ngon luôn. À, bà ở đây hay là bà ở đâu bà? Tôi ở xuống 18. Xuống 18 hả? Hôm nay đi đến lễ thầy thấy vui không bà? Vui ha. Mang hẳn dài là thấy ăn thấy vui lắm. Dạ, thấy con thấy làm đồ ăn ra quá ngon luôn ha. Có biết chuẩn bếp đây hả? Ờ, hàng chi. Dạ. Dạ, bà trưởng tôi trưởng ở nhà bếp nè, mà làm mập 100 kg. 100 kg. Cô con thấy mà đồ ăn của mình á. À, mà cô đang nói chuyện. Con thấy đồ ăn của mình làm ở chùa này con đi nhiều rồi nhưng mà con thấy chùa làm đồ ăn rất là ngon luôn á. Con chưa có ăn nha. Không, thật sự là con chưa ăn mà con thấy nhìn rất là ngon. Bây giờ con đói bụng mà con muốn ăn dữ lắm luôn á. Chưa ăn tại vì con mới quay cho bà con xem tí rồi con ăn. Dạ. Cảm ơn bà con. Ờ, cảm ơn các bạn nha. Dạ, chúc bà thân tâm ơn lại tu hành tinh tấn nha. Dạ. Đó bà con ơi. Đây là toàn những cái dàn bếp, đồ ăn là siêu to khổng lồ không luôn. Ok. Chắc mình đi dạo vòng nữa mình sẽ quay cận cảnh cho bà con những anh em đang nấu lò ở đây. Đó. Siêu to khổng lồ luôn. Đây bà con, để mình đi qua đây. Những cái tàu hũ sắt rất là ngon. Những đồ ăn nè bà. Đã biết. Xin ra đây, xin luôn đây. Cho con hướng dẫn chú một tí ha. Đó, 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 đó. Đây, đây. Chú ơi, chú hỏi là mình trực bên cái đội nào chú? À, mình ở bên nấu đồ ăn nè. Nấu đồ ăn của là chùa luôn hả gì? Của ta trong trường phòng của An Hòa Tự. À gì hả? Thì con thấy là đó là mình canh. À. Đó canh đó cái khẩu là mình canh, còn đây là đồ xào. Đồ xào hả? Đồ quay xào hả? Đó. Đây là bà con xào rất là ngon ha. Đang kìa tổ. Không xong rồi mình về ra mình biến chế lại, ví dụ như là mình kia lại hay là mình kho chung với củ cải hay là thậm chí dưa leo này kia đó mình đãi. Dạ. Còn có cách như đây là gia vị như đường bột ngọt muối là tiêu là các cái như là bột nêm này kia đó. Đó là bột nêm đó. À. Chắc mình nêm. Chú là bếp trưởng không vậy? Rồi. Như nó canh mình cũng nêm vậy thôi, rồi đồ xào, đổ như đó như đổ chiên gọi phải không? Mình làm biến chế rồi, ví dụ như mình. Dạ chú ơi, cho con hỏi cái cảm xúc của chú đến đây để là nấu cho đồ ăn cho bà con ăn. Thì con thấy là đồ ăn rất là ngon nhưng mà con chưa ăn nhưng con thấy rất là ngon cái người ta trưng bày lên đó thì chú có cảm thấy là vui khi mà được bà con là đông đúc và ăn những cái món mà tự mình nấu ra không?
ở đâu nói chung mà nói về cái vấn đề đạo thì tinh thần rất cao. Ví dụ như thay vì là một người cho trái dưa leo, người cho trái bí, người cho trái bầu, mọi người ví dụ cho đường bột ngọt mình gom lại mình nấu, nó nói chung cái quy cách của nó là nó rất ổn định. Nó là vậy. Thì đồng đạo như là vậy đó, mình sử dụng người giúp cái này giúp kia, người bí bầu hay hoặc là dưa leo, các cá vân vân vậy đó, nói chung là mình phối hợp lại. Chung nấu ví dụ cô bác gọt sắt rồi nói chung là nó qua nhiều giai đoạn đó. Nó được là cái nó giảm cái công thức như thế này. Còn rất cảm ơn chú, chúc cả đội chú tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn ha. Cảm ơn chú nha. Chú chia sẻ rất là nhiệt tình luôn bà con, đồ ăn thức uống này thấy mình chưa có ăn mà mình thấy bày lên bàn rất là ngon luôn, cái màu vị rồi đồ ăn cũng nhiều nè, rồi nói chung là không thể dùng lời để tả luôn. Bà con đi đến đây đi làm công việc nó cực nhọc nóng nảy, nhưng mà cái tinh thần đạo của các anh em bà con rất là cao để phục vụ cho bà con 24/24 trong những ngày lễ đại lễ của Đức Quỳnh Giáo Chủ ngày 25 tháng 1 năm Nhâm Dần và 25 năm tháng 1 năm Mùi các bạn. Rồi tới đây quý vị cũng thấy dài, xin chúc bà con thiệt tháng năm an lạc, tu hành tinh tấn và gia đạo gia đình được hạnh phúc nha bà con. Xin chào tạm biệt, hẹn bà con bác là một cái video tiếp theo.